Và chúng ta sẽ tới với màn so tài đầu tiên của VSP Pro 4 ngày hôm nay. Trận đấu ở hạng 63,5kg giữa một tay đấm đã rất quen thuộc với VSP Pro. Đó là Thái Hoàng Huy, người sẽ thi đấu ở góc đài đỏ. Ngày hôm nay thì từ một vị trí của một tân binh, Thái Hoàng Huy sẽ tiếp đón một tay đấm lần đầu tiên xuất hiện tại sàn đấu võ trường chuyên nghiệp. Thái Hoàng Huy đã được biết đến với lối thi đấu đầy thú vị, đầy giải trí và máu lửa. Liệu rằng ngày hôm nay anh sẽ mang đến màn trình diễn thế nào đây? Đầu tiên của Thái Hoàng Huy cùng 1-1-2 rất đẹp. Hoàng Huy đã có một trận đấu không được như mong muốn trước đối thủ của VSP Pro 3. Nhưng ngày hôm nay võ sĩ đối thủ của anh Hoàng Huy đã đánh giá thấp hơn Hoàng Huy rất nhiều cả về mặt kinh nghiệm lẫn trình độ. Tiếp hạ cũng rất đẹp tới từ Hoàng Huy. Ngay từ đầu thì Thái Hoàng Huy đã tìm ra được cự ly thích hợp nhờ những cú jab của mình. Bây giờ tay đấm sinh năm 1996 đang tìm cách triển khai thêm những combo 1-2. Đó, thấy Thái Hoàng Huy quyết định lựa chọn việc không di chuyển quá nhiều, và đó là đứng và chờ đợi những tín hiệu từ hình gây nhận. Hướng ra đòn không đúng cự ly của hình gây nhận khiến cú tay sau của anh đi vào không khí. VSP Pro chính là nơi chúng ta chờ đợi những võ sĩ như Thái Hoàng Huy. Bắt đầu là một võ sĩ phong trào, nhưng qua thời gian, qua từng sự kiện VSP Pro thì anh đã cho thấy được sự trưởng thành rõ rệt về cách thi đấu, kỹ thuật, khả năng trình diễn trên sân bài. Cố gắng để tìm ra một cự ly ra lòng thích hợp. Chưa thể gây được sát thương khiến Thái Hoàng Huy phải tìm cách di chuyển. Bây giờ thì anh vẫn đang là người kiểm soát được cự ly và không gian của sàn đấu. Trong khi đó thì Huỳnh Lê Nhân đã tìm được một vài tình huống giao đoạn thích hợp, và vừa rồi là một cú móc trái rất hay của Huỳnh Lê Nhân. Một cú móc trái đi từ dưới lên ngay trúng thời điểm mà Hoàng Huy hạ tay thủ. Và rất nhanh chúng ta đã kết thúc hiệp thi đấu đầu tiên. Lợi thế rất rõ ràng nghiêng về Thái Hoàng Huy. Rõ ràng đối đầu với một võ sĩ kinh nghiệm hơn, mới ở hiệp đấu thứ hai này, Huỳnh Lê Nhân sẽ phải suy nghĩ lại về những tình huống đôi công như vừa rồi. Không sợ nhau.
tình huống phòng thủ rất kịp thời của Hoàng Huy. Trong khi đó thì Lê Nhân bắt đầu cho thấy anh có thể tăng thêm lực cho những tình huống tấn công của mình. Này có những tình huống ra đòn trong hiệp 1 không quá hiệu quả. Trận đấu này thì khả năng phòng thủ của Hoàng Huy vẫn tương đối tốt. Đánh 1-2 cắm sâu xuống khi Lê Nhân vừa cú nhẩu rất tốt của Thái Hoàng Huy. Này thì Lê Nhân đang quyết định chơi lối chơi áp sát. Đây mới chỉ là hiệp đấu thứ hai mà thôi. Rất nhiều thể lực, tình huống bóc trái tốt của Hùng Lê Nhân. Nhưng bây giờ là thời điểm Thái Hoàng Huy có được cú knock down đầu tiên. Cú knock down không quá mạnh nhưng đánh trúng thời điểm mà Huỳnh Lê Nhân mất tư thế, khiến cho anh phải lĩnh cú knock down đầu tiên ở hiệp 2 này. Thái Hoàng Huy có lẽ nên tìm cách xử lý những tình huống tấn công như vừa rồi. Là một đòn đấm tay sau nữa từ Thái Hoàng Huy. Lúc này thì cả hai đang bắt đầu là những tình huống ôm ghi nhiều hơn. Rõ ràng với những võ sĩ chưa nhiều kinh nghiệm thì vấn đề duy trì được thể lực để tấn công liên tục như thời gian vừa rồi tương đối khó. Rất nhanh, hiệp thi đấu thứ hai đã kết thúc. Chúng ta cùng theo dõi lại. Có những tình huống tấn công, rõ ràng việc tận dụng thời điểm rất quan trọng. Và lúc này là thời điểm cho những cú đấm tầm gần. Liên tiếp là những cú body shot. Lê Nhân đang tận dụng những cú móc trái của mình rất tốt. Ba cú móc trái liên tiếp. Ta
có quyền hy vọng vào một đổi chiều thế trận ở hiệp đấu thứ ba này. Những cú móc của Thái Hoàng Huy không nguy hiểm như anh mong đợi. Và còn hơn mỗi giây. Lúc này thì Huỳnh Lê Nhân đang là người chủ động hơn. Ba đi vào những giây cuối cùng thì đó là sẽ là cuộc đua thể lực. Rõ ràng sau những bàn đấu tay đôi vừa rồi thì ai là người có thể lực tốt hơn sẽ giữ được ưu thế. Cả hai vừa có thêm những tình huống móc rất tốt. Lao vào màn đấu súng đầu tiên. Lúc này thì cả hai không còn được những thể tung ra được những combo tầm xa nữa. Liên tiếp là những cú đấm từ Hoàng Huy, đi rất gần nhưng rất nguy hiểm. Về tình trạng của sàn đấu, và bây giờ chúng ta sẽ trở lại với diễn biến của cuộc đối đầu. Cú móc của cả hai vẫn chưa tìm được cự ly thích hợp, mặc dù cả hai đang ở rất gần nhau. Một cú móc tốt từ Huỳnh Lê Nhân. Bây giờ chúng ta sẽ phải chờ đợi xem ai là người có được ưu thế. Trong boxing chuyên nghiệp thì sát thương sẽ là điều được ưu tiên hàng đầu, chứ không phải số lượng đòn đấm. Sát khi cả hai đã rất mệt mỏi. Tiếp tục là một combo tốt từ Huỳnh Lê Nhân. Những combo có thể giúp anh gỡ lại điểm số ở những hiệp đầu tiên. Của Huỳnh Lê Nhân khi mà anh đã tìm được cự ly thích hợp, tìm được tọa độ thích hợp cho những đòn đấm của mình. 20 giây,
rõ ràng Thái Hoàng Hùi không muốn cho đối phương cự ly, khi anh nhận ra được lực từ những cú đấm của Nghệ Nhân đang tốt hơn mình. Một cú vấp tốt của Thái Hoàng Huy, nhưng cự ly như vậy là chưa đủ. Chúng ta đang đi tới những giây cuối cùng. Tiếp tục là một combo tốt nữa từ Huỳnh Lê Nhân. Hôm nay cả hai đã rất mệt rồi. Và đây là giây cuối cùng. Chúng ta sẽ chờ đợi kết quả đạt điểm từ các giám định. Thắng nữa dành cho Thái Hoàng Huy tại VSP Pro với bảng điểm 39-36 đến từ cả ba giám định.